Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp và qua quá trình trinh sát nắm bắt địa bàn, vào khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng nay, ngày 6 tháng 10, Công an huyện Iapa, Gia Lai phối hợp với Công an xã Chiêu Mố, huyện Iapa bắt quả tang tại nhà của Nay Yêu, sinh năm 1987, cùng các đối tượng gồm Kaparit, sinh năm 1974, Kaparetan, sinh năm 2003, Nay Khiếp, sinh năm 1993, Kasobian, sinh năm 1980, đang mổ thịt con bò từ trộm cắp mà có. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm có 4 con dao và 150 kg thịt bò. Qua công tác điều tra, lấy lời khai, các đối tượng này khai nhận vào đêm ngày 5 tháng 10, Nay Yêu cùng Kaparetan và Siêu Rờ Tấu, sinh năm 2001, trú tại xã Chiêu Mố, huyện Iapa, rủ nhau đi trộm cắp một con bò khoảng 4 năm tuổi, trị giá khoảng 15 triệu đồng của bà R.O. Hờ Huết, sinh năm 1979, trú tại xã Ia Brai, huyện Iapa. Sau đó đưa về nhà Nay Yêu, rồi rủ Kaparit, Nay Khiếp và Cờ So Bien cùng nhau mổ lấy thịt. Hiện, Nay Yêu và Siêu Rờ Tấu đã bỏ trốn. Công an huyện Iapa, Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.